Một chiếc xe trong phân khúc hạng D rất là bền và lành, cảm giác lái tốt và xe thì hiện tại đang có rất ít trên thị trường. Chiếc xe Listan Tiena phiên bản máy 2.5 SL, sản xuất là năm 2013, nhập Mỹ, có ngoại thất là màu vàng, nội thất ghế da màu kem. Chất lượng sơn si cũng như thân vỏ của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp, tuy vậy thì cũng có những cái vết xước đã được sơn lại để cho chiếc xe nó trở về hiện trạng hoàn hảo nhất. Ở phần đầu xe thì nổi bật với những chi tiết đèn bi chiếu sáng, đèn gầm được nâng cấp lên đèn bi xe lông rồi. Mâm thì trang bị mâm hợp kim và một dàn lốp của chiếc xe được thay mới với đế lốp là tuần thứ 35 của năm 2020. Gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Rồi là những phần dán kính, lẹp mạ chân kính hay là mạ chôm cánh phần tay nắm mở cửa, tạo lên những cái điểm nhấn khi nhìn vào phần thân xe. Chiếc xe này hiện đang có mặt tại cửa hàng Auto Trọng Hòa, địa chỉ đơn vị là số 24 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ cho anh chị và các bạn các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Các bác cần thông tin cụ thể, chi tiết thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn về chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn ngay lúc này. Những cái phần thùng cốp của chiếc xe nó không hề có hiện tượng bị đâm va gì cả anh chị nhé. Các bác có thể nhìn qua những đường led em quay ấy, có thể là nhìn thấy là nó sẽ không có hiện tượng bị gò hàn hay là sửa chữa gì cả. Đinh tán, keo chỉ vẫn còn nguyên bản. Và để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn có thể mua về sử dụng thì mình lên mang vào một bên thứ ba, mình check lại cho nó an tâm. Với chính chiếc xe nhập khẩu thì cái cảm giác lái cũng như là cái khung gầm của chiếc xe nó cũng rất là chắc chắn. Cảm giác lái khi tăng tốc của chiếc xe thì nó cũng rất là tuyệt vời. Với cỗ động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là máy 2.5 nên cái khả năng vận hành ở đường trường cũng như là đường trong phố thì nó sẽ tốn xăng hơn. Còn với những đường trường thì nó sẽ mang lại cho anh chị và các bạn cái cảm giác khi mình vượt xe cũng như là tăng tốc. Ốc bản lề và những phần cột keo của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua cùng em. Ghế ngồi với hệ thống ghế da màu kem, có đục lỗ thông hơi, có thảm trải sàn, dán kính rồi. Chiếc xe này mình mua về mình chỉ việc sử dụng thôi, cũng không phải làm thêm cái gì cả. Dàn lốp thay mới rồi, cũng như là có nâng cấp cho anh chị và các bạn một số tiện nghi option khác nữa, như là hệ thống trần được bọc da là giúp cho chiếc xe nó tăng cái độ thẩm mỹ. Cửa sổ trời này, cửa gió điều hòa trung tâm này, không gian khoang lái của chiếc xe thì cũng có lên một số tiện nghi như là hệ thống màn hình Android và một số tiện nghi option khác nữa. Cánh cửa thì nó sẽ chỉ có những các phím chức năng như là hệ thống lên xuống kính này, hệ thống chỉnh gương thì nó sẽ nằm ở phần cạnh phần tay mở cửa. Những chi tiết bọc da và ốp vân gỗ, tính năng an toàn thì trên chiếc xe nó cũng trang bị rất là nhiều, chống chân trượt, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, vô lăng thì có chức năng sấy vô lăng, ghế ngồi chỉnh điện. Chất lượng ghế ngồi anh chị có thể tham quan, và tem mác của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể xem ở phần cột này để mình có thể biết được xuất xứ của chiếc xe. Những chiếc xe em quay thì em luôn công khai rõ ràng cho anh chị và các bạn thông tin cũng như pháp lý của chiếc xe để đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể dễ dàng cân nhắc lựa chọn các salon mình cần đến xem xe. Vô lăng của chiếc xe có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng cũng như là đầy đủ những các phím chức năng để anh chị và các bạn có thể dễ dàng sử dụng. Màn hình rồi là các tính năng như là lá mát, ghế, sấy ghế cũng được trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể sử dụng. Cần số được trang bị là cần số dọc anh chị ạ. Đây, không gian bên trong đây anh chị có thể nhìn qua giúp em, mọi đường led nó vẫn giữ được độ đẹp, mà cam hành trình cũng được nâng cấp đầy đủ rồi. Với khoang máy của chiếc xe thì ta sẽ cùng ngắm qua từ những cái phần nắp capo đến những cái phần bên trong của chiếc xe thì em cũng sẽ quay rõ ràng đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua. Tại cửa hàng hiện tại đang có 2 chiếc 2010. Nếu các bác quan tâm thì có thể là liên hệ kết bạn Zalo, em sẽ gửi chi tiết cho các bác. Với những cái chiếc xe 2010 thì nó chỉ khoảng hơn 200 triệu thôi. Đấy, với những chiếc xe nhập Mỹ như này thì nó sẽ có mức giá cao hơn những cái xe lắp ráp trong nước. Với mức giá bán cho chiếc xe Nissan Tiena 2.5 SL sản xuất năm 2013, mức giá là 415 triệu.
giá vẫn còn giảm và thương lượng. Chiếc xe này thì đã lăn bánh với quãng đường là 100.000 km rồi anh chị ạ. Cam kết về chất lượng chiếc xe trên văn bản hợp đồng giấy tờ, xe không đâm va, không ngập nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ các thủ tục sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu.